Vừa qua, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội đã long trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Qua 30 năm xây dựng phát triển, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã chủ động triển khai mở rộng tổ chức các hội chợ triển lãm tại thị trường nước ngoài nhằm tuyên truyền, tăng cường thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hoạt động thương mại với bạn bè quốc tế như Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua 30 năm xây dựng phát triển, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý, hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự phát triển xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.